Vâng, và hôm trước thì em Lê Hương đã quay cho mình một chiếc xe CDX màu xanh. Thì hôm nay em lại về thêm được cho mình một chiếc xe Lacetti CDX với lớp sơn màu xám đẹp cho em rồi. Chiếc này cũng là đời 2009, số tự động, trang bị động cơ 1.6. Giá chào bán là 245 triệu. Em Lê Hương ô tô xin kính chào tất cả quý khách nhé. Hôm nay thì em quay chi tiết cho mình về chiếc xe CDX màu xám đẹp như thế này cho em rồi. Các bác nhìn rõ cho em này, với lớp sơn màu xám bóng đẹp, đứng từ góc nghiêng này để cho các bác nhìn thấy được form dáng của em nó này. Đèn là đèn halogen siêu sáng, không hề hấp hơi hay là mờ nước. Mặt ga lăng với hai đường dập lồi, ba đường dập lồi cực sắc nét luôn. Đứng góc nghiêng bên này cho các bác nhìn thấy đường dập lồi này. Tất cả những đường khớp xe cực kỳ khít trôi. Mặt ga lăng đây, điện thoại em nó đang là mang biển 34, bánh đậu xanh bên em. Ốp mạ chrome cao cấp hết, viền cho em ở cái phần cụm đèn pha halogen này rồi, siêu sáng này. Có đèn gầm đầy đủ nhá. Chiếc màu xanh thì em quay đây thì nó có cho mình là cam lùi, cam hành trình và cam 360. Chiếc này thì chưa có, nhưng chiếc này cũng có cho em là 4 mắt cảm biến va chạm phía trước. À, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau này. La răng thể thao 5 chấu và cũng có cho em là 4 bánh đều là phanh ABS chống bó cứng nhá. Gầm bệ thì không hề bị mục mọt gì đâu, là các bác nhìn cho em này. La răng này cực chất luôn. Xin nhan chân hông. Ốp mạ chrome cao cấp cho em một cái viền chân kính cũng như tay lắm cửa này. Gương kính thì liền đời theo xe. Với chiếc cờ đuôi màu bạc này thì cũng có cho em là đề lỗ thông minh, cửa lóc. Màn hình thì cũng một cỡ vừa vừa thôi, không phải là siêu to. Nhưng cũng đủ để mình nghe nhạc giải trí. Em quay cho mình từng con ốc nhỏ nhất này. Ốc bản lề bên cánh cửa các bác nhìn cho em này. Táp ly cửa đây, không hề bị mòn, không hề bị bóng đâu nhá. Keo chỉ zin cũng như là lốt đinh tán của nhà sản xuất này. Còn đầy đủ nguyên cho em này, 4 quả loa to bản, trang bị 4 cánh cửa. Cánh cửa nào thì cũng có hộp để nước cho mình. Ghế chỉnh như thế này cho em. Còn nguyên sticker của nhà sản xuất này, móc khóa cửa sáng này. Từng con ốc cũng không hề bị vặn xoáy đâu. Lẹp chân kính này các bác nhìn rõ cho em, lẹp chân kính này. Gương kính thì liền đời theo xe. Nội thất là một cái màu ghế da, màu đen bóng đẹp. Sàn cũng là sàn 3D đen bóng đẹp cho em rồi, trên là có thảm rối. Quay cho mình cả những con ốc ở bên cánh cửa phía dưới đây ạ. Rất là sắc nét luôn, con ốc nào còn nguyên con ốc đấy này. Táp ly cửa không hề bị mòn bóng đâu. Rất là sần luôn. Lốt đinh tán này, keo chỉ này, nếu như thời điểm bây giờ các bác mua xe CDX thì các bác có rất là nhiều sự lựa chọn với hai chiếc xe cực đẹp. Hầu như là đẹp nhất bên em luôn. La răng thể thao 5 chấu đẹp. Đấy, la răng dạng phay như thế này luôn cho em nhé. Và phanh ABS chống bó cứng đầy đủ rồi. Vâng, và với cái bản CDX thì nó, cái phần bản sedan thì nó tương tự như nhau. Kể cả về phần khoang cốp cũng vậy. Chiều dài của xe, dung tích của xe đây, các bác nhìn này, bản sedan của CDX thì khoang cốp nó cũng rất là rộng luôn. Với chiếc này thì em cũng còn nguyên cho mình dụng cụ tăng kích nốt cũng như là lốp sơ cua, sàn bệ còn đẹp cho mình. Từ cái thảm các bác nhìn cho em này, khoang cốp cực kỳ sạch sẽ cho em rồi. Em đang quay cho mình là khoang cốp của chiếc CDX số tự động đời 2009 với lớp sơn màu bạc đẹp. Giá chào bán là 245 triệu. Quay cho mình phần lắp cốp này, lốt tật là sản xuất này. Từng cái nút cao su ụ giảm chấn này còn nguyên cho mình. Cái thảm này vừa là giảm nóng, vừa là giảm nhiệt, vừa là giảm tiếng ồn cho mình luôn. Có đèn báo rẽ trên cam, cam lùi đầy đủ. Phía sau thì cũng có 4 mắt cảm biến va chạm phía sau cho em. Cụm đèn hậu phía sau thiết kế to bản, ăn sâu hơn vào khoang lắp cốp nhé. Lắp cốp là vừa rồi em đóng chưa chặt rồi. Thôi kệ đó, tí em quay xong thì em sẽ đóng lại. Em đứng như như này cho mình xem được tất cả những đường dập lồi trên thân xe. Nốt phía sau cũng vậy, gầm bệ thì không hề bị mục mọt. Sạch đẹp cho em này, các bác nhìn này. Cái lốp cũng còn, cái khe còn rất là sâu, các bác đi và thoải mái cho em vài năm nữa. La răng 5 chấu, phanh ABS đầy đủ 4 bánh cho mình. Lẹp chân kính đây. Gương kính thì liền đời theo xe. Với các chiếc xe này thì nó không có vỉ chắn mưa, nhưng cái này nó không hề quan trọng một chút nào. Có cũng được, không có cũng không sao đúng không ạ. Ghế da là một màu đen cực kỳ sắc nét cho em. Đấy này thì các bác có thể để cho mình là để nước này. Đó, để nước cho em. Đây, các bác nhìn cái này là để phần để mở ra khi các bác thò tay vào khoang cốp phía sau. Muốn lấy cái gì thò tay vào khoang cốp phía sau là các bác có thể mở ra là lấy được nhá. Còn đây là cái để nước hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai có để nước rồi, ghế da cực đẹp. Các bác nhìn cho em cái phần thảm này. Thảm nó cũng là cái thảm 3D luôn. Thảm 3D đẹp rồi, xong dưới có thảm rối nhá.
Phía sau cũng trang bị cho em là một cái cổng sạc, một cái cổng gọi là tàu thuốc đấy ạ, để các bác nào có thể hút thuốc phía sau đấy. Dù không tốt cho sức khỏe nhưng mà ít người có thể bỏ được đúng không ạ? Từng con ốc em quay chi tiết cho mình, nốt đinh tán các bác nhìn này. Táp ly cửa phía bên này cũng vậy luôn, đẹp căng cho em nhé. Táp ly bên này cũng rất là đẹp rồi. Bây giờ thì em sẽ quay sang cái phần cánh cửa trên cùng. Với cái phần cánh cửa này các bác nhìn cho em này, cũng là rất là đẹp luôn. Gương kính điện đời theo xe, có hộp để đồ, loa to bản và có trang bị cho em là túi khí an toàn. Các thanh gió điều hòa hoạt động hoàn toàn bình thường. Các thanh gió điều hòa đây các bác nhìn này, từng cái chỉnh nhỏ nhất thôi cũng hoạt động hoàn toàn bình thường. Cũng có cái cốp phụ như thế này. Màn hình đầu đài nguyên bản theo xe, có một cái màn hình cỡ nhỏ đủ để cho mình nghe radio, nhạc. Có hỗ trợ đầu DVD, sấy sưởi kính auto này, sấy sưởi kính này, điều hòa đây. Cần số của chiếc đây ạ, cần số của chiếc xe CDX màu bạc nó sẽ như thế này nhá. Không hề bị mòn bóng quá nhiều theo thời gian mà em thấy còn rất là mới luôn. Có tàu thuốc này, có kệ để nước cho em. Và cũng có cái cổng sạc, cổng tai nghe nhá. Có cổng tai nghe, bệ tịt chống mỏi tay thì bên trong cũng có cho mình một cái đầu USB và một cổng sạc AUX. Một cái cổng USB bên trong đây nữa này. Rất là nhiều chế độ luôn. Và điều đặc biệt em thích nhất ở những cái dòng CDX là gì? Là nó có cho mình một cái cửa, cửa lóc như thế này. Nhìn ra bên ngoài rất là phê luôn. Mở mở ra thì cực kỳ mát cho em luôn nhé, rất thoáng luôn. Các bác nào mà vợ xây xe quá thì cứ mua cửa lóc cho em, hạ hết cửa kính xuống, hạ mở hết cửa trời ra thì không bao giờ sợ xây xe luôn. Túi khí an toàn đầy đủ, vô lăng này, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, cụm đồng hồ thiết kế đầy đủ cho mình. Cụm đồng hồ thiết kế cho mình rất là sắc nét luôn nhá. Hiển thị tất cả các thông số. Và bây giờ thì em xin mời toàn thể khách hàng đi cùng em Lê Hương đến khoang nội, khoang động cơ máy móc này. Một trong những vấn đề các bác xuống tiền mua xe, chốt cọc mua xe bên em, dù là các bác ở tận Lâm Đồng, Kon Tum, nhưng đều qua video của em Hương chốt cọc để sở hữu cho mình một chiếc xe yêu thích, phù hợp với kinh tế gia đình nhà mình, phù hợp với mục đích sử dụng, thì là đều qua một cái video chi tiết nhất của em Lê Hương rồi. Bây giờ em sẽ mở khoang động cơ máy móc của chiếc xe CX này lên. Các bác đừng quên rằng hãy kiểm tra thông báo mình xem là em Hương đã mời các bác thích trang của em Hương chưa. Những bác nào được em Hương mời rồi thì các bác hãy chấp nhận em Hương một lút, chỉ bằng một cái nhấp tay thôi nhá. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe là City CDX với nước sơn màu xám. Khoang động cơ Ecotec cực sạch đẹp cho em. Nếu như chiếc xanh kia thì là khoang động cơ máy móc còn mộc, còn hơi bụi bẩn một chút, thì chiếc này em đã dọn dẹp sạch sẽ rồi các bác nhìn này. Ụ giảm chấn, giảm sóc này, tai đèn đây. Bốn bánh này các bác này, khoang dẫn ABS, phanh ABS đầy đủ, bốn bánh bó cứng cho mình. Chống bó cứng cho mình này, đi cực êm cho em luôn. Quay thật kỹ cho mình xem về phần khung răng sắt xi, để các bác thẩm cho em là xe đã bị đâm đụng chưa. Không hề bị đâm đụng, không hề bị ngập nước. Đấy là cam kết mà em Lê Hương luôn nói ra, luôn bán ra với một cam kết vàng. Không đâm đụng, không ngập nước. Hồ sơ pháp lý thì lúc nào cũng phải là đẹp luôn ạ. Từ cái lốt đinh tán này, keo chỉ ghi nắp cabo, cái thảm này cũng vậy luôn. Em nói rồi, vừa giảm nhiệt, vừa giảm ồn, rất là thích hợp cho mình nhé. Và vừa rồi thì em đã quay cho mình một video chi tiết nhất về chiếc xe Lacetti CDX đời 2009, bản nhập khẩu, số tự động, trang bị động cơ 1.6. Bạn này có cửa lóc, đề lồ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ cho em. Chiếc xe này em đang bán là 245 triệu. Những bác nào thật sự yêu thích dòng xe Lacetti CDX này với phân khúc hơn 200 triệu thì gọi ngay cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Zalo em cũng dùng số này luôn nhé, để em có thể kết nối gửi hình ảnh video chi tiết nhất cho mình, cũng như là giải đáp thắc mắc tất cả những cái gì mà khách hàng còn chưa hiểu nhé. Video của em đến đây là hết rồi. CDX 245 triệu. Rất mong nhận được những tin nhắn, những cuộc gọi khách hàng nhà mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.